Chào cả nhà. Hôm nay mình làm món cá lóc rang muối nha cả nhà. Đồ ăn kèm với nó đây là bánh tráng nè. Bánh tráng, nước mắm me, bún, rau sống các loại. Đây vẫn là cái nồi đất thân quen. Bây giờ mình cho muối vô nha cả nhà. Cái cá lóc này thì mình cho ít muối thôi, mình cho một lớp mỏng dưới thôi. Không có thấy mỏng được rồi, mình cho một lớp mỏng ha, tại vì cá nó mau chín đó cả nhà. Bây giờ mình cho hai con cá vô nha. Rồi anh quên lấy cái nắp ra rồi. Bỏ vô đây lấy nắp ra. Chở đầu nó đi. Cá lóc rang muối. Cá lóc rang muối nha cả nhà. Rồi vậy là mình đẩy nắp lại là mình nổi lửa lên thôi. Rồi lấy nắp đi, lấy nắp đi, lấy nắp đi. Muối đang nổ cả nhà ơi. Cả nhà có nghe bốc 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 không? Nổ giờ muối thơm dữ lắm rồi. Thơm. Thơm mà muối nổ đều rồi, cũng gần chín rồi đó, gần ngang nga rồi đó. Rồi bây giờ anh mở nắp nồi anh gấp cá ra anh. Ok. Nóng nha. Wow. Ui, cối. Quá dữ quá dữ. Giờ sao lấy đây? Quá bự, cá bự quá. Từ từ thôi. Ui, khói. Ôi, khói mờ máy luôn. Quá. Ghê lên luôn. Ôi, nó ngon. Quá thơm, muối. Muối thơm quá. Chắc mẹ thúc con cá. Ừ, không sao. Sửa lại. Nó chín là ngon dữ lắm luôn á. Sửa lại. Đây, hai con cả nhà ơi. Dạ mời cả nhà ăn chung với hai vợ chồng nha. Anh vẽ cá rồi anh. Đây. Quá ngon, tốt thơm. Cá là phải vậy nè. Đó, vẽ nè nè. Theo lần xương sống á, tách ra. Tách theo lần sống nha cả nhà. Tách vậy đó. Rồi gói đi. Rồi đây bánh tráng đây cả nhà ơi. Làm hiếp. Dưa leo nha. Nó cách dưới nè. Bún. Cá. Đây cả nhà. Cá. Múc nước mắm me. Này được cái gốc kính của anh này cho nó. Nãy chút coi nó bự không. Như nó sáng không. Đổi lời cả nhà ơi.
này với ăn với dưa hành ha, rồi tỏi, tỏi ngâm giấm, ngọt dữ. Ngon, có xương. Hỏi kỹ, ổng kỹ, dễ mắc xương. Rồi xin chào cả nhà nha, mời cả nhà dùng chung. Nó xương mình phải gạo ngon quá. Ngon. Cái đầu ăn được không anh? Được chứ. Phải ăn cái đầu. Đầu mắt gặm sao? Phải gặm. Từ từ ăn sao? Ai biết muốn ăn trước bạn. Phải ăn cái đầu cái đồ lắm. Ở nhà mà ăn cá là đầu với đuôi ưu tiên cho bà xã. Ủ gì? Bà dành bạn chứ ủ gì? Dạ. Chưa hết trơn mà sốt cái đầu ủ gì nữa, còn gì nữa. Nó ngọt quá trời luôn á. Gan muối vậy á cả nhà thì ăn nó sạch hơn là mình nướng rơm. Nhưng mà mỗi một cái thì nó có một cái hương vị riêng. Nhưng cái này mình gan muối thì nó thơm cái mùi muối. Nó dậy mùi muối. Còn như mình nướng rơm á thì nó có mùi rơm, nó mùi nướng. Nó có khác nhau. Nhưng mà tại vì dịch á còn hạn chế đi lại một tí rồi thành ra đi kiếm rơm rồi hơi khó, hơi gan muối luôn. Ôi cái má nè, cái má cá nó ngon. Thịt không? Nó phải có một cốc để vô nó vừa. Thôi trời ơi ăn nó ngon. Thịt là trắng tươi luôn nè. Ngọt, tràn sát thiệt. Ăn cá là ăn hai cái má hai bên với cái yếm diện trước á. Thịt không? Ngon. Mắm me làm vừa quá. Mắm me anh phải làm vừa chua chua ngọt ngọt. Tại vì mình ăn với bánh tráng đó, nó mặn. Quá. Càng muối thịt cá ngọt quá. Mấy ông mà nhậu là cái đầu này là nửa rít á. Nè quên mua miếng bà gọi hả? Đã muốn ăn vậy cho nguyên thủy. Cho tí tô nè, trồng nhà nè cả nhà. Ngon. Hình như cá lóc mà ăn với lá tía tô ở hộp á, ngon quá à. Thì người ta mới để mình ăn chung. Gói nó có chất dầu nó thơm. Nó con cá nó ăn nó bán, nếu không có tanh cũng bán mùi tanh, mà gan muối nó hết tanh rồi. Gan muối là hết tanh rồi. Với mình làm kỹ rửa sạch. Nói ngâm nước muối rửa.
tô coi nè, nó tốt nè cả nhà. Không phân, không thuốc, không gì hết luôn. Cọng nó non, ăn cái cọng luôn. Bóc luôn đi. Gói phải bóc ngon. Bóc ăn lửa xương. Đi đi con. Nhỏ nó đứng nó chờ cha mẹ ăn. Quất thêm cái đầu nữa đi. Bữa nào mua bó gom về cái nướng chui, làm nướng chui luôn. Giờ clip sau đi. Hình như gần Tết người ta cũng có gặt lúa á. Ăn cái đầu trước để ngồi sợ nguội nó, sợ nó hơi bị tanh tanh. Dễ, ăn muối có mùi muối đâu có tanh. Có muối rồi. Không nhận muối nó tẩy hết rồi. Cái mùi muối với cái mùi nồi nó thơm ghê luôn, nó thơm cái mùi gì á. Nó thơm cái mùi đặc trưng của cái mùi muối á. Béo. Được ăn ngon là hạnh phúc cả nhà. Quá. Trời ơi coi nè, ở nhà coi cái má của nó nè. Thịt nó trắng vậy nè. Coi thử hỏi cho có chế không? Ngon không? Hỏi nước mắm nó kì luôn, nó ngọt. Ôi. Ăn hai cái đầu rồi nó phê, phê phê phê. Tuyệt vời luôn. Mẹ quên hoài. Hai cá này ném ra cũng thịt cũng nhóc hết trơn nè anh. Cá trắng tươi luôn nha. Xếp lại thôi mà. Xếp lại như vậy. Bánh này nó dày. Xương rồi. Xương sống không? Cạp luôn.
ngon. Cạp cái này nè mới phê. Chịu thiệt phải ăn xương cho ha. Ông ăn thịt đi. gói cuốn vất vả quá. Ôi nó ngon. Nếu mà làm cá lóc nướng là phải nướng rơm, nó có mùi khói, nó có mùi rơm nó mới ngon thật sự. Còn hoặc giả là gan muối, chứ nướng mà nướng than cũng không ngon. Nó không có mùi rơm, không đúng. Gan muối vậy nè. Gan muối thì vậy chứ cái hơi cái nồi dữ lắm, nó chín kỹ tới trong nè, cái xương nè. Chín tới xương hết trơn luôn. Cái ruột đâu bị đỏ nè, cái xương đâu bị đỏ. Ngon ghê. Xương không bị đỏ. Mẹ, xương em cặp nào tối gì đâu. Nắng tôi hả? Quá chừng một đống xương này. Gói một gói chà bá vậy nè mới ngon nè. Mới phê. Ăn phải ăn nhiệt tình. Cái nhựa cáo nó dính tay cả nhà. Bóc luôn. Tưởng tượng như mình đi ruộng nên bóc luôn à. Đũa lựa xương không được. Ngon. Có một cuốn rất là tuyệt vời nè. Bự vậy nè. Nó bự vậy nè cả nhà. Một đống xương. Một đống xương khủng khiếp. Ăn quá chịu hết nổi rồi. Bóc ăn. Quá chừng ngon luôn. Đi nhà hàng ăn á, mà ai mà xương nhiều là người đó khỏi trả tiền á. Không trả tiền ăn nhiều phải trả tiền, không trả tiền khùng hỏ. Nói cái người này ăn hay quá, xương nhiều quá khỏi tính tiền.
cá nè cả nhà. Cái mình lột cái da nó ra. Ôi ôi cái da nó khét muối nè anh. Thơm. Da nó khét muối nè cả nhà. Thơm. Ôi nè. Nguyên miếng da lột ra luôn nè. Ôi nó ngon. Ăn không luôn. Nó thơm. Nó mặn mặn mặn. Nguyên thủy luôn. Cái này ha mà mấy ông gụ đế ha, cái ruột này là 1 lít đó nghe cả nhà. À, chào cả nhà. Clip tới đây cũng tạm dừng rồi. Xin hẹn lại clip sau. Cả nhà nhớ đăng ký chia sẻ cho kênh của em nghe cả nhà. Rồi, dạ chào cả nhà. Dạ, bye bye.